tâm sự rồi chia sẻ tất cả hai với Ngọc Hiền nha. Tập 1 2 gió thu lạnh thiếu lửa hồng sưởi ấm rượu lưng bầu lặng dần thắm buồn tim yêu đơn phương lòng chớ nặng ưu phiền tình tiết giống biến anh thành hải câu nhịp như quanh hiền thạch vũ đại ca đã ba năm rồi tiêu mũi theo dù ca làm cướp biển và cứ mỗi lần trời đơm trở cuối thu là dù ca dương thiền là dùng thạch xuyên cũ ngồi bờ dơ với nắng chiều với bầu rượu để mơ về một cô gái tên cát mộng kìa, Tô Ngã Giang Châu dẫn quân rầm rộ
rộ tới. Tôi không muốn gặp hắn. Quanh muội hãy đưa Thùy Dương xuống thuyền. À, còn tướng cướp Thạch Vũ đây rồi. Còn Hải Giang Châu, Thạch Vũ, người hãy giao trả người ông trai của ta. Ta sẽ tặng cho ngươi nhiều vàng ngọc. Ta có cả một con ta, và ta sẽ tặng cho ngươi. Để ngươi được hỏi những người con ấy nữa. Hỏi ấy cầm đi. Ta thích thử không mang cờ vàng. Đừng đùa giỡn với hiểm nguy. Cũng biết sống chết là chứ. À, có lẽ ngươi tưởng đây là đất của Dương tộc, cho nên ngươi tự phụ kiêu căng, võ nạt cả thế nhân. Quân ta lớp lớp hàng hàng, thuyền ta đậu kinh bên mình xa. Và ta đây sẵn sàng chờ đợi ít đường gươm. Hãy quay mặt về đại dương, để ta từ trời cao biến lòng. Ta có sợ gì đâu, ngươi đừng quảng cáo tin lâu. Thôi, dạch chuyện bậy mà cốt cù ra đi. Hãy giải quyết chuyện của ta tất cả. Dạ, bổ nhân đã dạy, tứ hại giai huynh đệ. Xin nay người phải bắt tay hòa, chớ đừng có giận hờn kỳ nhau. Đó đâu tình nghĩa, hãy sống thật hiền hòa, cho tình thương vẹn vẹn. Ta chẳng có tình thương, nên ta mới đi làm mặt thức. Đừng đến kiếm qua đường, để quyến cái này thể khăn. Tránh áo dù đừng mặc tâm, hãy tránh khỏi nơi này. Vì tận tương biển thùng tàn, nó không tha thứ ai đâu. Chuyện đó sẽ tính sao? Giờ đây ta quen ai, người nên nghe lời đừng tình chuyện hơn thua. Tôi phải làm như vậy để trao trả vị hôn thê của tôi đã bị hắn bắt giam đi rồi. Khoan, hôn thê của ông vẫn còn đây, tôi muốn đổi trao. Dịch thấy quanh em đừng hành động ngôn cuồng, anh thà chết chứ không trao đổi. Vì để mắt nàng thì đời anh có nghĩa gì? Anh đừng quá cuồng siết kẹt, ông hãy chuyện tha Thạch Vũ ra đi. Dùng tay của ta nàng thì ở nơi đâu, ta có thể nào tin đời của nàng không? Từ xưa nay tôi chẳng nói hai lời. Đức ta bạc lòng điều kiện đổi trao. Dạ, xin kính chào tấu tấu. Trời kìa, ơi, kìa hiện đây, có gì làm nha, quảng hốt. Có lẽ tôi vừa trải qua một cơn ác mộng thương đau, làm cho ta dở giấc mơ đầu. Từ này và mãi mãi về sau, trời cao cơn gió động không lôi cuốn được dần căng đi ngược non đài. Ta chẳng qua là gió số mệnh nắng bay, cơn ác mộng hải hùng qua nhấp trong sinh tấu đừng mong ta xa. Tâu ngã dân châu là bán đồn, mà tâu tâu là chỉ nhau tê đất đôi giường tân. Xin cầu trong cả hai đẹp bền nhiên ngưng lỡ, tôi xin khách giả tự tiếp tục bước ngàn người dung.
đi đã. Ok, em gái tôi từ giặt đồ mới đến. Chắc có gì cơ mà. Dạ, Vĩnh Huy, anh và Hiền Thê ở lại đây chờ tôi trở lại. Tâu ngã nhắc cháu, tâu ngã nhắc cháu. Áo du cơ hàng thưa lực tàu. Xin áo du cơ hàng đừng gọi em bằng tiếng linh tàu mẹ mai chúa cha. Cuộc hôn nhân này là do phụ thân em định đoạt, chứ đâu phải là do ý của riêng em. Và em đừng chờ gặp anh trên bên vùng xa để cùng ai cạn tòa cảnh tình. Và hãn tỏ nỗi niềm tâm sự, như vậy cũng đủ lắm rồi. Vậy là anh bằng lòng dẫn em đi trốn theo anh? Không, giang dâu là bạn tôi. Tôi không thể cướp đoạt con dâu cho đau lòng bạn. Vậy kẻ này xin từ tả để ra đi. Về một phương trời nhiều duyên, trốn cuộc đời của loài chim biển, mang tâm sự thương sầu mà trơ trọi quang trời cao. Nhìn nắng chiều xuống lớp sông của hàm vàng vào, những từ xa nào vừa mang đến bao nhiêu nỗi bàng hoàng của một kẻ sắp dời chân. Yeah.